Đà Nẵng vừa mở thêm 3 điểm bán thực phẩm lưu động mở từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 mỗi ngày, gồm trước chợ Hòa Khánh, đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu, tại ngã tư Mai Đăng Chơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và trước chợ Bắc Mỹ An, đường Nguyễn Bá Lân, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Theo lãnh đạo Sở Công Thương, các điểm bán thực phẩm thiết yếu lưu động sẽ được mở trong các khu dân cư có chợ truyền thống tạm dừng hoạt động do có ca mắc COVID-19 để bảo đảm nhu cầu của người dân. Mỗi điểm bán cung ứng đủ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu gồm cả hàng khô và hàng tươi sống với giá cả niêm yết rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đại diện đơn vị bán hàng cho biết các mặt hàng được cung ứng tùy theo sức mua và khả năng tiêu thụ, bảo đảm trong thời gian mở cửa phục vụ đầy đủ các mặt hàng cho người dân.